cho các bạn. Đây là viên sông OPC. Viên sông này giúp cho chúng ta thay cho dầu gió. Mình cứ nói thẳng đây là thay cho dầu gió, bởi vì thành phần của viên sông này cũng giống hệt như thành phần của dầu gió Trường Sơn. Đây, các bạn thấy nó giống hệt luôn. Đấy. Chỉ có điều đây là viên sông nó được bọc trong nang và có thể cất chữ dễ dàng. Tuy nhiên mặt trái của nó là gì? Là rất có thể uống nhầm viên sông. Bởi vì sao? Bởi vì trông nó cũng giống như là một viên thuốc, thậm chí là giống viên thuốc bổ. Nhìn nếu nhìn viên nang bên ngoài như thế này và đằng sau này chỉ nói là viên sông OKOPC. Đấy. Mà nhiều người không đọc kỹ lại có nghĩ là không để ý kỹ đằng sau này này. Cái chữ viên sông thì bé, còn chữ tên thương hiệu rất là lớn. Cho nên là mọi người cứ tưởng đây là thuốc bổ và uống vào. Và thực tế thì sau khi mình đăng bài review viên sông, đã có một số phản hồi rằng là lỡ uống nhầm viên sông rồi thì làm sao? Uống thì thường uống nhầm viên sông này thì thường chỉ uống 1-2 viên thôi. Thế thì uống nhầm viên sông có vấn đề gì không? Cụ thể là ở đây uống 2 viên sông thì như thế nào? Trước khi trả lời câu hỏi uống nhầm viên sông có sao không thì mình xin nói lại với các bạn là thành phần trong một viên sông gồm có menthol là 2,4 mg, eucalyptol 24 mg, camphor 24 mg, đây ở trên này. Và cái hàm lượng này rất là nhỏ, tương đương với 0,02 g. So với cả là thành phần của dầu gió đây. Một chai dầu gió như thế này, các bạn thấy rằng một chai dầu gió như thế này loại nhỏ nhất 2,5 ml, thì thành phần methol đây, methol là 22 g bạc hà, 3 g eucalyptol, 4,8 g đấy, đinh hương, long não đều là 2 g cả. Một lọ như thế này về hàm lượng nhá, gấp hàng trăm lần so với một viên này. Như thế là một vỉ này thì cũng chỉ bằng 1/10 của cái lọ dầu gió này thôi. Lọ dầu gió này mình mua có 7.000 và cái vỉ này mua bây giờ phải đến hơn 10.000 đồng. Hôm mình mua là 13.000 đồng một vỉ. Vì vậy nếu mà nói về giá thành nhá thì nó đắt hơn rất nhiều so với dầu gió. Chỉ nhờ cái việc bọc viên nang như thôi. Bây giờ quay trở lại là nếu uống viên sông thì có sao không? Ở đây mình nói là thường thì mọi người chắc không uống cả vỉ đâu, một lúc đâu. Uống thuốc bao giờ chỉ uống 1-2 viên thôi. Thế thì uống 2 viên sông thì có sao không? Như mình nói hàm lượng cũng khá là thấp. Tuy nhiên nếu như uống vào thì có thể xảy ra vấn đề gì? Tác dụng không mong muốn. Khi nuốt phải thì có thể trong vòng 1 giờ nhé, hoặc là vài giờ đấy, thì có thể gặp các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau thượng vị, đau đầu, chóng mặt, nóng rát vùng hầu họng, mê sảng, rung giật cơ, co giật dạng động kinh, trầm cảm, hôn mê, khó thở, bí tiểu. Và khi gặp các triệu chứng như vậy, một trong các triệu chứng như vậy thì các bạn hãy thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ. Khi mà gặp, đây gọi là gặp phải ngộ độc viên sông đấy, và gặp cái tình trạng như thế thì sẽ phải rửa hút dạ dày của bệnh nhân trong vòng 1 giờ, là phải rửa hút dạ dày luôn và cho uống than hoạt hoặc là thuốc nhuận tràng dạng muối natri sunfat, vân vân. Nhưng tóm lại mình nghĩ là để mà ngộ độc đi viện
vì uống phải hai viên xong mà phải rửa ruột như thế thì mình nghĩ là khó có thể xảy ra, nhưng có thể là sẽ buồn nôn, nôn chóng mặt. Thì khi gặp tình trạng như thế hoặc là khi đã biết uống nhầm viên xong, mình nghĩ là nên uống thật nhiều nước để nó đào thải cái chất độc ra ngoài và theo dõi sức khỏe thường xuyên xem có tác dụng gì không, nếu không thì phải đi bác sĩ ngay, nhưng mình hy vọng không đến mức phải đi bác sĩ. Và để tránh cái việc uống phải viên xong này, các bạn cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Tất nhiên các bạn biết rằng là không ai đi uống dầu gió, đúng không? Không bao giờ đi uống dầu gió. Dầu gió chỉ dùng để thoa thôi, chứ tại sao chúng ta lại đi uống? Mà uống vào rất là khó vì nó rất là cay, ngửi đã thấy cay rồi, không ổn là uống. Nhưng viên xong này có thể là uống, bởi vì nó là dạng viên nang. Để tránh cho việc uống nhầm viên xong ấy, tốt hơn hết là bạn hãy đi đằng sau, bạn lấy cái dùng cái bút dạ ấy, viết là không được uống, rõ ràng ở đây, và tuyệt đối tránh xa tầm tay của trẻ em. Rất may, mình nghĩ là rất may, một số bạn phản hồi ở mình ấy chắc là phải là người lớn khi uống nhầm viên xong, chứ còn trẻ con ấy, cái viên xong này vỉ này tuyệt đối phải để tránh xa tầm tay của trẻ em, không được để trẻ em nghịch vào, sờ vào, và rất có thể trẻ em nhầm, uống nhầm đấy. Và lúc đấy thì mình nghĩ là cái tác dụng phụ ngộ độc có thể xảy ra dễ dàng hơn, bởi vì cái cơ thể trẻ con chịu đựng rất là kém. Ngoài ra, với để tránh uống nhầm thì mình nghĩ là thay vì mua viên xông, chúng ta mua lọ dầu gió này. Dầu gió này để ở trong nhà vừa rẻ và có thể sử dụng được hoàn toàn giống tương tự như viên xông. Khi mà muốn xông, bạn chỉ cần đun một cốc nước sôi để xông mũi họng ấy, đun cốc nước sôi này, sau đó giỏ cái vài cái viên dầu gió vào vào cốc nước đấy và dùng cái phễu để đưa miệng mũi vào thở là xong. Nếu như muốn xông toàn thân thì bạn cũng làm như vậy, có điều là bạn giỏ nhiều dầu gió hơn, không cần thiết phải mua viên xông kia, bởi vì cái dầu gió này, cái thành phần dầu gió này tương tự như là viên xông, và dầu gió cũng có thể vừa để xông vừa để thoa được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và mình hy vọng rằng các bạn sẽ không bao giờ uống nhầm viên xông nữa.